Welcome các bạn đã quay trở lại với kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ Hôm Nay. Thì hôm nay các bạn có thể thấy hôm nay là Uyên Quỳnh ngồi ngay cả vườn hoa rất là đẹp luôn ha, xung quanh toàn là hoa không. Vào mùa này thì là hoa bách hợp bắt đầu nở, và mỗi năm thì hoa bách hợp chỉ nở có một mùa thôi. Uyên Quỳnh thì đặc biệt rất là thích loại hoa này. Và để quay trở lại với chương trình Cách Nói Yêu Thương hôm nay, và Uyên Quỳnh cũng xin nhắc nhở với các em chị rằng nếu muốn tham gia chương trình thì mỗi người cần làm một video giới thiệu về bản thân của mình. Và trong thời gian qua có quá bận rộn, Uyên Quỳnh chưa kịp trả lời cho quý vị khán giả, thì cứ việc vui lòng chờ hoặc là nhắn tin lại cho Uyên Quỳnh thì Uyên Quỳnh sẽ trả lời tin nhắn các bạn. Nào, mời cả nhà chúng ta cùng nghe chia sẻ tâm sự của những anh chị cô đơn hôm nay đi tìm một nửa của mình. Và vườn hoa này thì Uyên Quỳnh rất là mê luôn á, rất là mê lắm. Đây nè, hôm nay hoa đỏ nở quá chừng luôn. Hoa vàng thì yếu hơn hoa đỏ, đỏ thì nó nở rất là rực rỡ, hoa hồng đậm đó các bạn. Rồi em chào chị ha. Rồi chào Nguyễn Bình, lần đầu tiên gặp em, chị xin chào em. Em gái thật xinh đẹp. Chúc gia đình em lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc. Rồi chị xin chào cộng đồng mạng, tất cả cộng đồng mạng trong nước ngoài nước gần xa. Điều mến mộ qua kênh của Uyên Quỳnh. Dạ, cảm ơn chị. Chị có thể giới thiệu về mình ha? Chị tên là Trang, họ Hà, Trang Hà. Chị đang sống ở tiểu bang Massachusetts, là ở thành phố Worcester, Massachusetts. Là chị mới qua đây thôi, chị qua được 5 năm. Đi viện đoàn tụ, ba chị bảo lãnh á, ba chị hồi đó là đi HO. Ba chị hồi đó đi HO. Chị em chị là bên đây hết. Còn có hai anh, một chị với một anh ở bên Việt Nam thôi. Vậy đó. Chị rồi chị có gia đình con cái gì không? Chị có gia đình. Rồi hồi xưa chị có gia đình, lúc mà chị được 33 tuổi là chị thôi tới vợ. Chị thôi giờ chị cũng có bạn trai vậy thôi. Rồi chị qua đây là thôi giờ ở chung với má, với thằng em trai. Có gia đình. Nhưng mà giờ chị qua được, nay được còn 3 tháng nữa chắc 5 năm. Đó. Chị ở với thằng chung với thằng em với má được 4 năm rồi chị mới ra ngoài chị ở. Chị qua đây với thằng trai chị, thằng trai út chị. Chị nay chị được 55 tuổi. Chị 55 tuổi. Dạ. Chị có được chị qua đây đó. Chị làm hãng, chị qua làm hãng. Dạ. Chị có được mấy người con chị? Chị có 4 người con. Nó ở Việt Nam hết, có một thằng nó đáng lẽ đi với chị nhưng mà nó bị rớt lại trên 21 tuổi, lớn tuổi đó em. Rồi nó ở lại làm giấy tờ, giờ nó ở lại. Chị được bảo lãnh có thẻ xanh mà chị bảo lãnh rồi, nhưng mà đợt dịch bệnh này nó chị làm hãng về dụng cụ y tế đó em. Vừa qua là chị đi làm luôn, chị qua đây. Quen nhưng mà từ từ ở chung với má với mấy em biết cũng quen. Rồi chị đi làm hẳn này, chị làm cả hai, chiều 3 giờ rưỡi chị đi, tới 2 giờ chị về, chị làm 10 tiếng. Chị làm 10 tiếng. Ở Việt Nam chị làm công việc gì? Trời, ở Việt Nam á, chị có nhỏ gái thứ hai đó, có gia đình, có cháu là chị giữ. Rồi chị nhà chị chăn nuôi, chị nuôi heo đồ cũng được lắm. Nuôi chị để nái ra đẻ nhiều rồi chị nuôi là chị nuôi hết vậy đó. Ở Việt Nam chị ở dưới quê hả? Chị ở Củ Chi. Quê chị Củ Chi. Yeah. Em biết, em có nghe Củ Chi không? Biết Củ Chi. Củ Chi thì em nghe rất là nhiều nhưng mà em chưa bao giờ tới hết á. Có địa đạo Củ Chi đâu đó không? Nổi tiếng chứ. Đúng rồi. Chị là hồi xưa ở Việt Nam là chị nuôi heo, là nhà chị trong quê sao? Nó
cũng thuộc mình ở Củ Chi là thành phố luôn á em, nhưng mà mình ở trên Củ Chi là nó cũng quê rồi, nhưng mà cũng gần gần quốc lộ 22 lắm chị, nhà chị mấy trong mới ra, gần thuận tiện lắm em, cũng giáp ranh với Trảng Bàng luôn, đường lên Tây Ninh luôn á. Đó. Chị rồi chị với ông xã chị chia tay lâu chưa? Chia tay không? Nay chắc cũng cũng cả 20 năm, 20 mấy năm rồi em. Lâu vậy đó hả? Rồi lúc chị được chắc ba mấy tuổi à, 32 33 tuổi là tới giờ. Chị nuôi ba bốn đứa con luôn á Chị nó theo chị hết hả? Vậy đó. Ba nó khỏe vậy sợ hả? Con lúc nào cũng với mẹ thôi. Bây giờ cũng khỏe rồi, con chị lớn hết rồi đúng không? Lớn hết rồi, chị có xui. Mới đầu sao chị vô chị gặp kênh Quỳnh nè. Ở Việt Nam thì chị thích là coi Bạn Muốn Hẹn Hò. Coi gì chứ coi chứ mình có xui rồi, chị có xui rồi, chị cũng ngại lắm, cỡ lắm. Nhưng mà cái là giờ qua đây buồn lắm Quỳnh ơi, qua bên Mỹ nó không phải như Việt Nam mình đi còn đi tiệc đi này kia rồi ấy, chứ bên bên chị là cái tiểu bang chị nó lạnh, tiểu bang chị lạnh cũng ít đi đâu lắm. Nhưng mà là chị mới thấy kênh Nguyên Quỳnh đây mấy tháng nay à, Vậy đó rồi mà hả? chị ờ chị cái chị nhì chị nhìn thấy nhiều anh chị vô đó, cũng nói đừng, mình giờ mình lớn tuổi rồi, mình cũng muốn tìm một người nào mà thích hợp với mình để mình đi hết đoạn đường sau này để lo lắng cho nhau. Mình thấy những anh chị nói chuyện mình thích học hỏi lắm. Hồi xưa là mình đi đây đi đó mình mới học hỏi được, nhưng mà giờ lên YouTube là học hỏi được, lên YouTube của Nguyên Quỳnh là học hỏi nhiều, gặp nhiều những điều hay ý đẹp nên chị thích. Nhưng mà sao biết không, chị sợ Nguyên định điện chị rồi nó không có trùng cái giờ đó, cái mình đi làm á rồi không có gặp được, nên hẹn em chủ nhật rồi. Chị em gặp chủ nhật chưa Chị ơi, chị coi cũng khá nhiều video phải không? chị về á chị chưa ngủ được hết, chị coi của em quá chừng luôn mà mới mấy tháng này chị không biết vô bạn nào mà vô mà rồi mới 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 trùng lên gặp Nguyên Quỳnh chứ chứ mấy năm trước chị cũng vô YouTube chị coi này kia mà đâu có gặp em đâu. Công nhận là có duyên đó Đi ha. gặp vô gặp chị thích ghê. Sao biết không, Nguyên Quỳnh nó nói chuyện nó vừa đẹp mà nói chuyện nó từ từ nó dễ thương quá. Em cảm ơn Chậm chị. rãi dễ thương đó. Chị là chị nghĩ ưu điểm của mình là gì? Chị hả, chị cũng bình thường thôi, chị từ nhà giờ chị ở Việt Nam cũng vậy mà qua đây cũng vậy, chị thích làm, chị chịu cực, chị thích làm vậy thôi đó. Chị lúc nào cũng quan tâm con cái, quan tâm người khác vậy, nó có ưu điểm là vậy thôi chứ. Còn khuyết điểm của mình. Cái điểm là chị dễ tin người lắm, lúc nào mà cũng ai nói gì là chị cũng tin, về mà chị là ưa tủi thân ưa buồn khóc vậy đó. Không phải gì có khi mình đi mình gặp người đó làm gì mình có chuyện gì mình kể với mấy đứa em hay gì ấy, nói chị sao chị ưa tin người không, mình phải mình lúc nào mình gặp người ta mình nói chuyện này kia mình lúc đầu mình phải tin tưởng ta mới được chứ. À mình cũng lúc nào mình nghĩ người người này kia là phải người tốt chứ đâu nghĩ người ta xấu đâu, mà vậy chứ cũng có người xấu nha. Rồi lúc từ từ mình mới biết được chứ, ban đầu lúc nào chị cũng tin bạn bè hay tin người thân ở ngoài gặp quen biết mình phải tin người ta chứ. Chị rồi khi chị định đi bước nữa như thế này nè, các con của chị có ủng hộ chị không? Mấy đứa con chị thì lúc nào nó cũng thương chị, nó cũng quý chị hết, lúc nào nó cũng muốn chị vui hết nè, miễn chị vui là nó được, nó chịu hả, nó không có phản đối gì.
sao À, về chị nói đi. chị thì ở bên đây á, thì ba chị mất rồi mấy năm. Vâng. À, bữa nay là ngày đám giỗ của ba này, mấy đứa em bên đây nó cúng. Wow, À, chị có chín người em bên đây. đông À, ha. chín chị em bên đây. À, nó có một đứa em ở tiểu bang Cali thôi, Dạ. còn nhiều nó ở tiểu bang của chị. Mà Ok. nó không có thích làm neo em ơi, nó biết làm mà đứa nào cũng làm hãng từ hai mấy năm nay hết Làm hãng đó. thì ít tiền nhưng mà từ từ thì sao về già rất là tốt. Đó, nó rất là tốt cho nó, đứa nào cũng làm hai mấy năm hết, Không làm người ổn định hết. nào làm neo hết hả? Hồng nó không làm neo. Chị em gái nhiều nha, trai ít, chị có hai anh sinh đôi, một anh ở bên đây, một anh ở Việt Nam, còn anh ở Việt Nam. Còn chị còn hai thằng em trai, thằng thứ bảy, chị thứ năm, có thằng thứ bảy kế chị, chứ thằng Út em mà rất là buồn em Nguyễn Quỳnh. Thằng em Út chị nó hiền lắm, nó đẹp trai, nó hiền lắm, mà nó ở bên đây nó làm Buddhist á, nó mới mất nè em. Sao vậy? Nó mắc cái đợt dịch này nè, đợt bệnh nó bị bệnh. Bệnh đợt trước mà không sao hết, đợt sau mới nó mới mắc đây chưa dám ăn em, mới đây Bị COVID đó hả chị? bị Covid đó, nó không chịu chích, Đó, nó bao không có nhiêu chích tuổi? rồi. Mà bạn bè nó đi cũng như đi, bạn bè nó đi du lịch chơi này kia, nó về nó cũng nó lây, nó làm việc chung, nó mới bị mất út Đúng hết rồi. đó em, nó ba mấy tuổi. Còn trẻ. Có gia đình chưa chị? Chưa, Ồ. mà nó mới mua nhà riêng được hai hai năm, nó ở riêng ra, nó có nhà riêng rồi, nó ở mà. Lúc nó bệnh á là nó cũng báo cho chị em biết hết, hay là nó mới chơi với nhà má là tuần trước, cái tuần sau cái nó tính lên Boston, nó chơi với nhỏ em Út đó là sinh nhật, cái nó báo là thôi tao bị Covid rồi, đi đi hết tao bị rồi, không đi được, nó vậy đó. Rồi đang ở nhà nghỉ ngơi, mấy đứa mấy chị đều nghe hết rồi, đứa này đứa kia nấu đồ ăn nhưng mà nó không cho gặp mặt, nó sợ cho gia đình này kia đó. Nấu đồ ăn nói để đó đi, để đó đi, mà có mấy chị mấy đứa kia nó biết lái xe, chị là nó lo cho chị hết, nó kêu chị là phải học lái xe, chị phải tự biết đi đây đi đó. Nó chở chị đi thi bằng viết đồ này kia, mà chị nhát quá, chị thi chị lái rồi chị sợ vậy đó nên chị ngưng. Em mấy đứa kia nó đem đồ ăn tới cửa đó, sao mà mấy ngày nó không ra lấy, thấy rồi thấy máy nó cũng on lên, thấy cũng ấy rồi cũng hỏi thăm đỡ ngon, nó nói đỡ không sao không sao vậy. Mà hồi giờ mày có cần đi, thằng em nó đi chở đi vô bệnh viện nó không chịu luôn, nó ở nhà mà nó khỏe lắm. Vậy mà tới cái ngày có được mấy ngày à em, là cái nhỏ kia, nhỏ nhỏ thứ tám là tới cửa, là nó bữa đó không thấy lấy đồ ăn vô nhà là nó sợ rồi, nó tông cửa nó vô luôn, là nó thấy thằng em không thở nổi, rồi kêu xe lên bệnh viện là có hai mươi mấy ngày em mất. Mà gần tới ngày sinh nhật của nó đó, là nó mua vé máy bay là một chuyến đi du lịch, chơi với đi chơi với bạn bè. Chị thấy ở nhà nó buồn quá chừng. Còn trẻ quá mà. Tội nghiệp lắm. Là lúc mà không tông cửa vô á là em của chị mới xỉu thôi, vô bệnh viện rồi hai mấy ngày sau mới mất. Em của chị là nó thở không được nữa, là khô môi hết, tay chân nó bị đau hết, đứt cứng tay là hết. Cái nhỏ nhỏ thứ tám nó run lên, nó khóc quá chừng, cái nó điện ambulance lại là huyết áp của thằng em nó xuống quá rồi, nó không lên nổi, vô mới nhờ máy thở cho nó này kia, nó cũng lên mà nhưng mà nó vô phổi nhiều quá đi, nó tràn vô phổi nhiều quá em, chị chịu không nổi. Là lúc đó Nó là nằm nó trụ lại hai mấy ngày, bạn bè của nó làm việc đó em, tôi biết đó,
xe chạy ở dưới dưới bệnh viện đông lắm, bạn bè tới mà nói dòng tay lớn luôn á, cầu nguyện đốt nến ở dưới bệnh viện mà đông lắm, bạn bè tới là cầu nguyện cho nó được qua, mà em chị cũng qua được. Tội tới ngày ngày sinh nhật nó, bạn bulit đồ xe đồ tới đông lắm, đốt nến đồ hết, đứng hết ở dưới dòng bệnh viện sân lớn lắm em. Em thấy em thấy như nó thiêng liêng gì đó, ai cũng nói tiếc hết em chị. Nó lúc này nó qua lúc nhỏ đó em, rồi nó học toàn là bạn, rồi nó đi nó học hết cái đại học rồi em, nó đi vô lính em, nó qua lính là má chị với ba chị lúc đó còn, ba chị còn sống cũng sợ đi lính qua Iran Iraq á, ba chị cũng sợ nhưng mà nói người ta có số hết thôi, ý con muốn là đi 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 lính rồi đó mới qua Bolip, nó dần về nó thi qua Bolip nó làm đó. Bạn nó trời ơi, mà người Mỹ không mà họ tới họ chiến họ khóc, em thấy em cảm động, nó khóc trai mà đứng khóc hu 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 khóc quá chừng. Chị rồi chị Ai nghĩ là chia buồn với gia đình chị ha, mất mát rất là rồi, lớn lao. rồi cảm ơn em nhiều. Dạ chị rồi những lúc rảnh rỗi là chị thích làm công việc gì? Ở Việt Nam thì làm nhiều em, ở Việt Nam thì chị giữ cháu rồi giúp và chị chăn nuôi, rồi chị thích đi đây đó, chị có cái bà xui đó, bà xui cũng không có chồng luôn, chồng mất mất rồi, đối với chị xui gia chị y như là bạn bè luôn vậy đó, bạn bè luôn rồi. Thân thích nhau lắm. Lúc mà thằng rể nó ưa uống rượu đó, rồi giận cái nhỏ gái chị giận lên á, cái đi về bên nhà chị ở cái nó cái bà xui với đấy đó, thấy không, họ có uống rượu có chuyện gì bà cũng nói tao để qua mét mẹ thì coi, lúc nào bà cũng tôn trọng mình hết à, mình thích là vậy đó. Mét mẹ cho coi cái nhỏ gái chị ở bên đây nè, cái nói thôi tao giao nhà cho mày á, bà nói với con giao nhà cho mày ở tao đi theo ngon luôn, ở nhà buồn chết không có ai hết. Cái bà có quán hủ tiếu, bán hủ tiếu á, cái trưa vô là chị nấu cơm nước rồi xả có chị ở nhà chị chăn nuôi mà có cơm nước rồi ăn uống cà phê, hai hai chị em nói chuyện nha, vui lắm. Đi đi shopping rồi cũng vậy, nói bữa nay tôi với chị đi không, đi cái hai người đi không có chồng mà muốn đi đâu đi sướng lắm. Rồi qua đây ở vậy biết nó quen á, không có chồng mà đi đâu đi ra tự rủ nhau đi. Đi dắt cháu đi, chị có nhỏ cháu đó, dễ thương lắm, lúc nó cũng hai tuổi mấy, ai cũng tưởng con chị không à. Dắt nó đi nó riết nó cũng thích, nó chở đi cái nó nói uống uống cà phê, với hai hai là xui vô vào quán cà phê uống, mà ở quán cà phê Việt Nam đẹp lắm em, đẹp lắm, thích lắm, uống cho mát nghỉ ngơi mát, đi đây đó rồi cũng vui nữa. Buồn buồn là đi vậy đó, cái mình uống cái quán này cái quán kia nó nhỏ hơn, cái nhỏ cháu nhỏ xíu mà thích lắm đi, ngoại con không thích quán này đâu, con thích quán này, con thích quán kia, quán kia nó đẹp. Chị khi rồi chị ở Việt Nam vui vậy ha, chị mới qua đây chắc chị cũng bị sốc nhiều hả? Qua đây buồn lâu lâu cái chị khóc luôn, với mình ở Việt Nam đó lúc nào cũng có mấy đứa con mình nó quay quần bên mình có bệnh có cảm gì đó nó cũng không có sao, cái qua đây mà may là có má đó nha, mà ở chung với má mới mới ở riêng đây. Vậy chứ nó cũng tủi thân em, nó cũng buồn buồn gì đâu. Bởi vậy á, chị coi kênh em gì mấy tháng nay á, chị thích có nhiều anh nó nói cũng đúng á, chứ mình cái anh mà nói ngay chủ MD gì đó, bữa MD gặp anh đó đó, nói trời ơi sống mà cứ tối ngày đi làm rồi về ăn cơm mình buồn tủi khóc á, thiệt ấy vậy đó, nó buồn tủi sống không có ý nghĩa gì hết, mình cứ lầm lũi đi lầm lũi về nó buồn gì đâu. Thì chị cũng nên nhìn thấy kênh của em chị cũng thích, là muốn là kiếm một người nào mà họ cũng tốt rồi giúp đỡ mình cũng giúp đỡ người ta qua lại với nhau rồi để thương nhau đi hết cái đoạn đường sau này,
bệnh đau rồi ăn cơm ha, đi đâu có ha, có đâu có bạn chị thích. Chị cũng thích đi đâu ra ngoài nhiều lắm, có người nói thích đi du lịch, chắc mỗi người có cái sở thích riêng. Chị muốn hết giờ làm việc chị thích đi làm, chứ chị đi cũng ấy, ngày nghỉ ở nhà thì đi chợ mua đồ ăn, lâu lâu đi shopping đồ, có đi tiệc thì cũng thích, chứ chị thích ở nhà hơn, nấu ăn này kia ở nhà mình coi phim rồi nghỉ ngơi. Chị rồi bây giờ nếu mà chị muốn tìm người bạn cho chị muốn người đó như thế nào? Chị thì chị không có lựa chọn nhiều đâu, chị thích người đó dễ nhìn là được ha, biết thương yêu chị, chị cũng hả, ai thương chị một chị thương lại 10 luôn đó, chị là vậy đó, lúc nào cũng vậy. Chị thích dạy người đó là dễ nhìn mà lớn tuổi hơn chị, lớn tuổi hơn chị trở lên vậy. Lớn hơn chị khoảng bao nhiêu tuổi? Chị không có quan trọng tuổi tác đâu em, mà người đó yêu cầu dễ nhìn là thấy ưng ý là chị thấy chị chịu, chị không cần nói anh đó lớn tuổi hay ấy tuổi, mà có sức khỏe đi làm vui vẻ nói chuyện qua lại, đi làm lo lắng vậy là được rồi. Rồi thí dụ anh ấy hút thuốc uống rượu thì với chị có là vấn đề không? Không, chị nghĩ là có người nói không thích uống rượu hút thuốc, đàn ông là vậy đó em, mà cái sở thích của ta rồi, mình có mới rồi mặt mơ đằng chiều mình đâu có mà cấm đón ai được. Sau này với tỷ lớn hay nữa thì người ta tự giảm, người ta tự biết, tự lo bản thân mình khuyên vậy thôi, chứ là cái ý thích rồi là của người đàn ông rồi, mình không có nói được, mình lựa chọn được cái những khoản đó lựa không có đâu. Nhưng mà chị qua bên đây rồi chị mới biết nhiều, chứ còn ở Việt Nam thì chị cũng ít đi đây đi đó, ở trong nhà đồ nhiều nên không có biết là cái tình trạng mà hôn nhân nó ưa chia ưa thôi nhau quá. Còn đối với riêng gia đình của chị á, chị rất là đi qua đây rồi chị thấy nhiều người, chị nghe đi làm hãng đồ đó, chị cũng rất là hãnh diện cho gia đình. Gia đình chị, anh chị em một vợ một chồng, không có người nào ngoại đó, sống cũng hòa thuận. Từ má chị nha, từ bà ngoại tới má tới dì tới bên cô luôn, không thấy có ai hết, không có nói có dựng ba sao ha, dì ba sao ha, em rể sao, không có, không có. Rồi chị nói vậy thì gia đình mình cũng thấy nhiều người nữa, là chị thấy họ qua đây nhiều quá. Như chị lên kênh Quỳnh chia sẻ đó, chị thấy nhiều anh cũng rước vợ qua, mới rước qua rồi cũng ra đi này kia, sao chị thấy chị đau lòng quá thiệt luôn. Mình nỗi đau của mình thì mình quay lại mình nghĩ ai chứ mình buồn giùm cho họ. Mình thấy mình buồn, tội nghiệp. Mấy anh chia sẻ có người mà mắc vợ rồi nên cũng khóc rồi này kia đó, rồi vợ bỏ rồi này kia, tội quá. Cái hoàn cảnh mình không biết sao, nhưng mà đa số quá nhiều, mình thấy mình cũng thấy buồn tủi. Anh trai chị điện á, anh trai chị á đi làm chưa? Nó cũng là làm với chị á, nó làm chung hãng với chị á, mà nó dễ thương lắm em, nó làm chung hãng với chị mà giờ là nó nghỉ nhà, nó ra chợ, nó làm ra chợ nó làm. Trời giỏi vậy. Nó vậy đó. Nhiêu tuổi rồi? Hai mấy tuổi rồi em. Chăm làm dữ vậy đó hả? Nó chịu làm đó. Chị rồi chị qua đây dài mấy năm vậy, rồi chị có về quê lần nào chưa? Hồi chị qua được năm á, cái chị nhớ mấy đứa cháu quá, chị về chị thăm. Cái tới giờ chị chưa về, kẹt dịch mà phải không? Năm dịch bệnh được chị không có về. Chị khi chị về bệnh chị ở đâu? Chị có nhà, chị còn nhà ở bên Việt Nam á. Nhà đồ chị để còn yên. Chị có bảo lãnh các con chị qua đây không? Chị bảo lãnh cái thằng rớt lại á, là chị làm giấy tờ cho nó rồi, apply rồi, còn mấy đứa kia đó là
chị có quốc tịch mới được rước, Ồ, chừng nào chị thi quốc tịch được mới rước được dạ. đó. Chị rồi à. Bây giờ nếu mà yêu lại được nữa, chị có muốn người yêu có tính lãng mạn không? Chứ chị cũng thích lắm, mà tại chị nói chuyện với Nguyên Quỳnh vậy á, chứ bình thường chị cũng ít nói lắm, ít Vậy nói hả? lắm, ít nói, nhưng mà chị có một người tâm sự nói chuyện chắc cũng vui vẻ vậy, Dạ. còn một một mình thì cũng ít nói lắm. Chị muốn người đó cũng như chiều mình, nói vậy chứ một người phụ nữ mà lúc nào cũng thích người người đó chiều mình, thương mình đó, mà không phải vì vậy mà mình ưa đỏng đảnh đâu, cũng có ta thương mình thì mình lúc nào mình cũng quan tâm là người ta vậy không, chị thích vậy. Chị rồi chiều cao của chị là bao nhiêu? Chị là 1m55 em, thì cũng trung bình đúng không vậy? Chị rồi lý do vì sao chị với ông xã chia tay ha? Hồi xưa đó mình cũng nhỏ lắm, hồi đó chị có chồng lúc mà chị có 17 tuổi, nên chị đâu có đi chung với gia đình qua đây được đâu. Lúc ba chị đi viện HO là phải độc thân không á mới đi với ba, mà chị có gia đình sớm mới đi. Hồi đó chị nghỉ học sớm, chị đi chị có gia đình nên không có đi được. Rồi mình còn nhỏ, mình cũng suy nghĩ không tới, chị cũng chịu đựng, chịu thương, chịu khó lắm, mà ảnh sau này uống rượu rồi nhiều đó, về cũng như bắt đầu ý kiến nhau đó, qua lại cãi nhiều, cãi rồi đánh lộn những nha đó, đánh mình vậy cái mình buồn, mình ưa buồn tuổi thì mình suy nghĩ, mình buồn mình chia tay. Chị là người chia tay mà chị cũng không có làm đơn ly dị gì hết, sau này chị gần đi á không ai thôi rồi, không ai lo, không ai làm khó dễ gì nhau, nên nó là cứ vậy hoài. Chị gần đi thôi thì mình đi đi qua bên đây rồi thôi, mình để mình làm giấy tờ cho nó dứt khoát. Rồi chị mới làm mấy năm nay, 5 6 năm nay chị mới ra, gần năm chị ra ra tòa kêu ký đơn, cũng cũng năm rồi chị mới đi, chị qua đây cũng nay cũng được 5 6 năm rồi, mới giấy tờ mới gặt rồi, chứ hồi hồi đó không ai làm khó dễ, rồi cứ mạnh ai nấy sống vậy thôi. Con chị này kia chị cũng thấy nó thương ba nó thì nó thăm lên, mình không có mà còn với nhau nữa, rồi mình thích mình cũng muốn nói chuyện gì, nói chuyện nó cũng ở gần đó đó em, Vậy tại đó. vì chị còn ở cái đất bên chồng, bên chồng chị bên nội mình có thôi ra đất của bên bên nội nó cũng cho, rồi mình cũng xây nhà ở kế vậy đó, rồi không ai qua lại nhau thì đấy. Nhưng mà chị đối với bên chồng dòng họ đồ này kia mình cũng tới lui, đám giỗ ông bà hay này kia mình cũng tới lui rồi, người ta cũng quý mình, ta cũng thương mình, không có gì hết. Rồi sau này ông xã chị lấy vợ khác chưa? Không, cũng ổng cũng ở vậy đó, Ở ở vậy vậy chờ chị hả? mà con nó cũng không khuyên, nó biết ba nó có tánh thì cặp cằn này kia vậy đó, nó cũng không khuyên gì, nói tại ba không, tại ba vậy đó, rồi mẹ không thương nữa không, nó không Chị nhưng mà rồi chị ở đất con dòng vậy là chị chia tay cũng khá lâu vậy nên chị cũng không có quen ai luôn. có chứ, có bạn Có chứ nha, hả? có bạn đó là này kia, mà nói nghe người ta cũng được, chị thương người là người đó phải đàng hoàng, ta cũng đàng hoàng, ta làm việc ở bên ta làm việc, ta làm công chức đàng hoàng. Rồi lúc đó người đó cũng nhỏ tuổi như chị, lúc nào bên Việt Nam ta cũng gặp mấy người nhỏ tuổi không, cũng không có thành, nhưng mà người ta rất là tốt, gia đình người ta cũng biết mình, cũng quý mình vậy, mình cũng tới lui vậy, nhưng mà mình biết là không bao giờ thành, đi tới cái điểm cuối, nên cũng không có gì buồn đó, mình coi như bạn bè rồi mình qua lại nhau cho vui vẻ, thì không có gì.
Lúc sau này qua bên đây rồi chị thấy buồn ở bên đây, nếu mà không có một người mà giúp đỡ san sẻ mình đi đây đi đó thì rất là buồn. Sau này con cái mình nó cũng phải ở riêng chứ đâu có ở với mình đó, mình thấy buồn, mình cần, mình rất là cần. Tới nay là chị lái xe được chưa? Chị lúc đó cái chị cần một người tập xe cho chị về chị quẹo vô cái đường lên nhà thằng em á, ở bên chị nó có nhiều lên cái dốc mới lên nhà, lên cái chị đung vô cái vách tường nhà hàng xóm Vậy đó. cái sợ má má cũng la, má nói thôi mày đâu có cần gì phải tập xe, có người chở đi làm rồi là nhỏ em về đi chung với nhà em dâu á, sau này giờ con chị chở, rồi đi đâu cần người ta chở, đâu có cần ấy, mày có gì má sợ nên nghe lời má luôn. Ai cũng tiếc chị đó, chị cũng còn có thể lái xe này kia được, muốn đi đâu cũng được, nên chị sợ sợ chị không lái được. Tới Bây rồi giờ cần 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 một người tài xế đó. Con chị mà nữa nó cũng có vợ đồ, nó ở riêng đồ nữa chứ, mình đâu có thèm nó hoài. Rồi chị có nghĩ là sắp tới chị sẽ thi bằng lái không? Chị nghĩ nghĩ chị cũng thích, chị cũng thích lắm mà chị sợ sợ vậy. Nên thôi bây giờ cũng chưa có quyết định nó, để coi coi có Chưa ai quyết định kiếm 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 được tài luôn xế không phải không. á, còn giờ càng tài xế. Chị chắc chị nấu ăn cũng khá ngon hả? Không biết sao nhưng mà chị thích nấu ăn. Ở nhà nhỏ em dâu thì nó nấu nhiều, nhỏ đó nó nấu nhiều, giờ chị ở riêng chị nấu, mà con chị với bạn bè đi làm á, mình cũng nấu chút đồ ăn ngồi gần chung đó, mình cũng cho mấy chị mấy anh đồ ở ăn, ai cũng thích, thấy mùi vị chị nó thích, mình nói chị nấu ăn vậy đó. Mình cũng dám nói mình nấu ngon. Nấu mà có thích là thành công rồi. Thích đó, thích ăn đó. Thì bữa chị cho kho sả cho nhỏ bạn làm chung á ăn, cái đó nó bây giờ nó ăn nó ra trước mình, cái đó cho chị kia, tại vì mình cũng cho chị đó lần cái ăn nó nói của nó, cái đó là cái như bà cái mùi vị này giống y cái mùi vị của Trang làm. Biết liền à, ta thích. Ok chị, em rất là vui nói chuyện với chị hôm nay nha. Em hy vọng là sau video này sẽ tìm cho chị một nửa yêu thương nha. Chị có lời Cảm nào chị ơn em Quyên nha. Quỳnh nhiều á. Chị chào khán giả giùm em ha. Chị chào khán giả hết khán giả nha. Chào Quyên Quỳnh với gia đình Quyên Quỳnh, được mạnh khỏe, lúc nào Quyên Quỳnh cũng nói chuyện đẹp đẽ mà nói chuyện từ tốn, để làm cái nhịp cầu kết nối yêu thương cho mấy chị em còn cô đơn ở trên đất Mỹ này, ở ngoài nước nữa, để cho họ có một cái còn một nửa của mình, để đi hết con đường sau, chứ mà sống một mình ai cũng nói là cũng buồn lắm, không có ý nghĩa gì đâu, sống một mình cô đơn là lầm lũi đi làm mà lầm lũi về đó. Nhờ kênh Nguyên Quỳnh mà ai cũng có đôi có bạn nghe. Cảm ơn chị và em cũng mong muốn điều đó xảy ra nha. Ok chị, ba chị nha. Bye Quỳnh.